cho anh chị, hello cả nhà ha. Anh chị nào có nhu cầu mua bột liên hệ ha, số hội em để màn hình nha. Địa chỉ của trại là xã Mỹ Thành, huyện Ba Tri, tỉnh Bình Thuận ha. Hả? À chứ giờ nhích lại đi, nhích xe lên đi. Rồi hello cô chú anh chị, hello cả nhà ha. Bữa nay ngày 14 tháng 10 ha, trại bò Hoan Tri 2 xin kính chào cô chú anh chị nha. Đó, bữa nay trước mắt cô chú anh chị bột bộ mẹ con nghe cái barbecue kem ha. Mẹ thì ba bê nha cô chú anh chị nha. Thì trước xem cô chú anh chị cho em một like, một đăng ký có động lực làm video nhiều tí cô chú anh chị mình nha. Đó. Thì con mẹ này đẻ mới đẻ là đứa đầu tiên của chú anh chị mình ha. Con mẹ đẻ nghé này tầm là 3 tháng lưỡi 4 tháng tuổi nha cô chú anh chị ha. Con mẹ chiều cao nó 1m31-32 gì á. Còn nghé 9 tháng lưỡi nha cô chú anh chị. Đó, thì anh chị nào có quan tâm nhu cầu cứ theo dõi ha, số điện thoại em để đi. Bây giờ số điện thoại có tại là 0378 709 707. Địa chỉ của trại xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre ha. Đó, cô chú anh chị gần xa nhu cầu mua cứ alo nghe. Đó, thì con mẹ này chủ nhà nói là chủ nhà chưa có giao tin lại nha cô chú anh chị nha. Con nghé ba tháng nấy là rồi được khoan, để quay mẹ xíu rồi đuổi nghé chạy lại. Đó, mẹ còn ăn uống giỏi cực kỳ cả nhà ha. Rồi báo giá ngay cho cô chú anh chị mình luôn ha, không làm mất thời gian lòng vòng. Báo mẹ con, bộ mẹ con này mà trạng bán giá công khai của cô chú anh chị mình là 26.500.000 nha, bao ship 200 số nha cô chú anh chị. Con mẹ em có đẻ như thế này rồi thì bên trại sẽ bao lò lúa cô chú anh chị mình trong vòng 3 tháng nha. Đó, thì đối với bò bên trại đã có chích ngừa viêm da nô cục, lông hồng, lõm hóng, trụ trùng cho cô chú anh chị mình hết rồi. Cô chú anh chị mình an tâm ha, về nuôi thôi. Hiện tại tại đang có chuyến là đi Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long với Tiền Giang, Trà Vinh. Hán cô chú anh chị, những chuyến anh chị nào có những chuyến đó thì anh chị cứ alo nha, tiện đường em ghép xe cho ha. Còn cánh lên đây thì Tiền Giang với Long An. Đó, và em sẽ quay cụ thể chi tiết từ con cho cô chú anh chị mình xem nha. Rồi trước mắt là cô chú anh chị đây là con mẹ ba bê nha cả nhà. Ba bê thì nó hay có sừng. Cái sái tích con bò này thì sái mặt nó cao nè, sái lưng nữa thì nó nghiêm chỉnh, lưng đàng hoàng nghe cô chú anh chị nha. Đó, mặt mày nè rất là ok nha, lúc nghiêm sùng sình, chân cẳng móng khá là đẹp, nói chung tương đối xương to cả nhà. Tàn này cũng tàn nhì nha cô chú anh chị ha, bộ vú cũng cực kỳ đẹp, mát sữa quá cả nhà. Nghé mình thấy nghé thì mình biết rồi cô chú anh chị mình ha. Đó, chân cẳng nè, móng đứa móng sau rất là ngon. Đó ha, nghé u nu à. Đó, xem qua con. Đó, mặt này nè, mẹ nó ham con, nó thấy nghé mình đi lại nghé nó quay cô chú anh chị ha. Đó, chân cẳng móng là rất là ngon, móng trước móng sau nè. Đó, thì bên trại bán thì đã có bao lò lú cô chú anh chị mình trong vòng 3 tháng nha. Cô chú anh chị mình có gì vậy? Nếu có lò lú bên trại sẽ cho xe chở hồi về, hoàn tiền 100% cho cô chú anh chị mình luôn ha. Bao ship cho cô chú anh chị, giá này là bao ship cô chú anh chị mình 200 số nha. Đó, còn nghé này cô chú anh chị mình ha, còn nghé nè, mặt mày nè rất là lực. Đó, đó rồi đây nè, con nghé nè rất là lịch ha, chân cẳng nè. Thì mình đối với bò bên trại sẽ bao cho cô chú chị từng chân cẳng tặc lỗi là 100%, không có tặc lỗi nha. Đó, bên trại và bên em mà bán mua bán thì có tặc lỗi gì thì sẽ báo cho cô chú chị mình hết à ha. Đó, chân cẳng rất là đẹp, tại vì lý do kỹ thuật hôm hổm nay khoảng từng 10 ngày nay thì bên trại bên em có việc tí việc thì bò em có lên cho cô chú anh chị mình xem được thường ha. Thì tới đây em sẽ quay thường xuyên là cô chú anh chị mình xem hơn. Đó, mẹ con này khá là đẹp của chú anh chị mình ha, khá là đẹp. Đó, thì nó đáng tiền nào có nấy nha cả nhà. Hiện tại bò ở đây giá này rất rẻ, nói chung bò ngay đây mình nuôi thì không lời thì em nghĩ theo không chắc không có lúc nào lời. Tuy rằng thức ăn nó có mắc thiệt nhưng mà mình bò cái mà này mình có cỏ dư cỏ nhiều, mình cứ vô thì nói chung cũng ok. Đây, khá là đẹp, này còn rất là ngon lành ha. Thì nó đáng hỏi lại cũng không có thời gian quay cho cô chú anh chị mình xem được thì cũng buồn lắm cả nhà. Thì hát bữa nay em quay lại cho cả nhà mình xem, thì cô chú anh chị nào có yêu mến trại thì ủng hộ trại giùm em, hát cho em một like một đăng ký nha. Đó, em sẽ quay bò cho cô chú anh chị mình xem nha.
Con nghé thì xé mặt nó hai xé mặt nha cả nhà, xé lưng thì xé cao. Nhưng đối với cái dòng mà bò lai nè thì cái xái tích thì cô chú chị mình biết rồi, nó không quan trọng nha cả nhà. Đó, xái tích thì không có thành vấn đề hết. Hen thì clip cũng dài, em cũng cảm ơn cô chú chị vì đã bỏ nhiều thời gian theo dõi và ủng hộ trại trong thời gian qua hen. Cảm ơn cô chú chị rất nhiều và hẹn gặp lại cô chú chị clip ngày mới tiếp tục nha. Rồi chào tạm biệt cô chú chị mình nha.